Náo loạn trước nhan sắc Girl Group mới nhạc SM, ai cũng xinh xinh tây tây, nhưng hình như có vẻ hơi sai sai. Mới đây, loạt ảnh về dàn mỹ nhân được cho là nhóm nhạc nữ mới nhạc SM đang được các fan truyền tay nhau chóng mặt. Không hổ danh là vườn hoa SM, nhan sắc của các nữ idol đều khiến ai nấy đều phải trầm trồ, suýt xoa. Cư dân mạng thi nhau truyền tay loạt ảnh được cho là nhóm nhạc nữ mới nhạc SM, nhưng đời không như mơ. Hóa ra các cô gái xinh đẹp kia đều chỉ là sản phẩm của Photoshop. Nếu nhìn kỹ thì không khó có thể nhận ra những gương mặt trong hình chính là các chàng trai EXO. Dẫu biết nghệ thuật là ánh trăng lừa dối nhưng những chàng trai EXO vẫn gây bão, vì nhan sắc quá xuất sắc khi được hóa thân thành con gái. Cứ ngỡ dàn nữ thần phương nào, ai dè lại là dàn mỹ nam EXO. Chan Eon trái và Deo. Phải xinh đẹp lộng lẫy đến ngỡ ngàng. Chỉ thay đổi kiểu tóc và lối make up, mà trong hai thành viên EXO chẳng khác gì nữ thần Hy Lạp. Trong khi Sehun trái vô cùng nữ tính thì Park Hyun phải lại khá tây, với mái tóc vàng sang chảnh. Không hổ danh là mỹ nam giả gái đẹp nhất SM, Suho trái trông như một nàng thơ đẹp lóng lanh. Con cái phải trong tạo hình này lại ế ấp, dịu dàng khác hẳn ngày thường. Nếu không phải fan cứng thì khó có thể nhận ra Siêu Min, trái, chén giữa và lay phải. Đa số netizen đều tỏ ra trầm trồ và thán phục trước vi du cực đỉnh của chín chàng trai EXO. Nguồn, Facebook. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.